Hello, sao anh em đã quay trở lại clip theo mình nha, mình hát sát đây. Hôm nay thì để đáp ứng cái nhu cầu của anh em thì mình sẽ làm một cái clip về một pack đối với sự kiện lễ kỷ niệm anniversary nhá. Thật sự với anh em là để làm những cái clip một pack thì nói thật là nó cũng hơi khó một chút, bởi vì là đôi khi nó phải là cái điều kiện để chúng ta có ạc để chúng ta mở nữa. Thì ngày hôm nay rất là may mắn khi mà mình có một cái con ạc có tầm khoảng 10.000 FC point để mình có thể làm clip cho anh em xem. Thì thực ra là bây giờ ví dụ mà tiêu 10.000 FC point thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình có thể tiêu phần giảm giá chớp nhoáng này. Đấy, tiêu ở bên này để tích lên được 10.000 FC point chi tiêu ấy, để lấy 4 cái phần quà bên cạnh. Tuy nhiên thì vì là các cái mốc quà thì nó chỉ nhiều mốc, nó chỉ cho mở một lần thôi. Thành thực ra cái này thì mình sẽ để ở một clip sau. Mình sẽ làm ở phần cửa hàng này trước, mình sẽ chơi những cái gói ở bên cửa hàng này trước anh em nhé. Bởi vì là nếu mà chơi những cái gói ở bên cửa hàng này thì nó không được tính vào trong cái phần chi tiêu ở bên kia đâu. Thì đây có lẽ là cái pack đầu tiên mình sẽ chơi này, tầm 1.000 FC point, bởi vì là cái con ạc này thì cũng hướng đến những cái cầu thủ có thể bán được nhá, để thu thập coin để mình về mình bui team Chelsea với con ạc này ấy. Nên là con ạc này thì chủ ạc cũng bảo là nếu mà mở hàng untradeable thì không phải của Chelsea thì cũng không chơi. Thành thực ra là nếu mà hàng untradeable thì chỉ hy vọng Eden Hazard thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với pack đầu tiên với tầm khoảng 1.000 FC point. Và đây là hàng bán được anh em nhá. Đấy, có thể gọi là gói VIP nhất rồi của cái event này rồi. Rồi đây rồi, để xem là cờ của nước nào anh em ơi. Không biết là với 10.000 FC point thì liệu có may mắn hay không. Đây rồi, cờ của Tây Ban Nha anh em. Tây Ban Nha vào vị trí RM. Ui, Atletico Bilbao này thì chết dở rồi anh em ơi. Alvaro Razo, 16 triệu. Hơi bịp một chút. Tiêu này thì nó sẽ không được tính vào trong phần kỷ niệm nữa nhá. Để cho nhiều anh em mà đỡ bị nhầm này. Đây anh em xem này, FC point vẫn dùng là không. Đấy, mình sẽ tiếp tục mở những cái pack đấy ở bên phần cửa hàng bên kia anh em nhé. Còn về cái phần thưởng chi tiêu này thì mình sẽ làm ở một cái con ạc khác. Bởi vì bên cái phần thưởng chi tiêu này anh em, nhiều cái pack thì nó chỉ cho mở có một lần thôi. Thành thực ra để tích được 10.000 điểm thì phải mở trong mấy ngày anh em ơi, chứ không mở được liền một phát lên 10.000 đâu. Thế nên là sẽ để một con ạc khác chúng ta chơi ở phần giảm giá chớp nhoáng này sau anh em nhé. Còn với con ạc này thì mình cũng đã thống nhất với chủ ạc là sẽ chơi ở bên cái phần cửa hàng rồi anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta quay trở lại phần cửa hàng nào. Chúng ta vẫn đang còn những cái gói ở đây. Nói chung là 10.000 thì nó không được nhiều, nhưng mà nó cũng là chát rồi đấy anh em ạ. Cũng chỉ hy vọng mà ra được những con hàng ngon. Ví dụ như Gareth Bale, ngày hôm qua thì có mấy anh em là tầm khoảng 4.000 FC point thôi là đã ra được Gareth Bale rồi anh em ạ. Dự là sắp tới nếu mà có cơ hội thì mình sẽ làm clip trải nghiệm con Gareth Bale cho anh em. Đấy, ngoài ra thì mình thích nhất là con Eden Hazard anh em nhé. David De Gea thì không hiểu vì sao tự nhiên nó lại có cái kiểu là cái dấu của untradeable anh em ạ. Eden Hazard vẫn là con hàng mình thích nhất, bởi vì cái team này thì đang hướng đến việc là bui full Chelsea anh em nhé. Chủ hoặc là fan của Chelsea. Mở ra những con hàng khác cũng không có chơi đâu anh em ơi, chỉ cố thu coin về để bui Chelsea thôi. Mà Hazard bây giờ thì cũng giá rất là cao, nên nếu ra được Hazard thì tốt. Đây rồi, để mình xem nào, cờ của nước nào đây anh em ơi. Cờ của nước nào đây, ui, Serbi anh em. Serbi hay là Croatia đấy nhỉ. Ui, Real Sociedad thì khả năng là không ngon rồi anh em ơi. Susik anh em ạ, 18 triệu, không ổn một chút nào. Chúng ta hy vọng ra cờ của Bỉ anh em ơi. Đấy, hai pack đầu tiên với 2.000 FC point đã không được ngon cho lắm rồi. Chúng ta sẽ đến với thực ra là bây giờ nếu mà chơi những cái gói 500 này cũng được. Đấy thôi, vì đang khuyến mãi thì mình sẽ làm hai pack 500 này, mặc dù 94 đến 103 thì cái tỷ lệ ra 94 95 khá là cao anh em ơi. Đấy, 10.000 FC point thì mình cũng hy vọng là trong 10.000 này chỉ cần ra một nhát cầu thủ O101 thôi là quá ngon rồi anh em ơi. Đây rồi, để xem cờ của nước nào đây anh em ơi. Cờ của nước nào đây? Ui, cờ của nước này là nước nào anh em? Nga hay là nước nào ấy nhỉ? Ui, nói chung là khả năng cao là không ngon anh em ạ. Miranchuk không có cái hình cầu thủ luôn anh em ơi. Miranchuk nghe cái tên nghe khá là quen, nhưng mà cũng không rõ là ai. Hamsik, nếu mà ít nhất là Hamsik thì cũng được 160-170 triệu anh em ạ. Ok, chúng ta đến với pack còn lại đối với 500 FC point nào, để xem sẽ ra cầu thủ nào anh em nhé. Nói chung là cứ cờ của Bỉ là mình sẽ cực kỳ thích luôn, hoặc là cầu thủ là O100 là được anh em ơi. Bây giờ O100 cũng đã bán được 160 mấy triệu rồi, thì với 10.000 FC point mà thu về khoảng 200 triệu là mình thấy ổn. Đấy rồi, để xem cờ của nước nào anh em ơi. Cờ của nước nào đây? Ui, đi Đan Mạch anh em. Cờ của nước nào ấy nhỉ? Mình cũng không rõ lắm. Trời ơi, nhưng mà khả năng cao sao không quá ngon là Laxen à? Laxen 14 triệu, nói chung là không quá ngon anh em ơi.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái xem gói gì nào. Có gói gộp hàng ngày với cả là gói gộp giới hạn Pro, nhưng mà đều là hàng không bán được anh em ạ. Mà mình với chủ hàng thì cũng có bảo với nhau rồi là chơi, chủ hàng có bảo mình là chơi gói hàng bán được ấy, chứ còn hàng không bán được thì không có dùng. Thế nên là chắc là cái này tí nữa mình sẽ chơi sau anh em nhé. Đấy, còn cái gói gộp hàng ngày này chỉ có 200 XP thôi thì mình nghĩ là chắc là sẽ chơi một phát anh em nhỉ. Bởi vì biết đâu lại ra con hàng Eden Hazard. Nói chung là chỉ cần ra Eden Hazard hoặc là con Lavinia ấy, Lavia ấy, hai con hàng của Chelsea. Đấy, hai con hàng của Chelsea này thì kể cả là hàng không bán được thì vẫn dùng. Bởi vì là như anh em biết là cái team này, cái hàng này bui Chelsea mà đúng không? Thì chỉ tốn có 200 XP thôi mà được 97-103 thì chắc là mình chơi một gói đi. Không chơi thì hơi phí anh em ơi. Có 200 XP mà tỷ lệ là 97-103 thì cái tỷ lệ ra cầu thủ cao khá là tốt. Những gói như này thì hy vọng ra được cầu thủ 100 anh em nhé. Và hy vọng là có thể ra cầu thủ Chelsea, Lavia hoặc là Eden Hazard. Đây rồi, cờ của nước nào đây anh em ơi? Cờ của nước nào đây? Ui, cờ của nước Pháp này. Pháp này, CM à? Pháp CM Roma anh em. Pháp CM Roma là cờ cầu thủ nào nhỉ? Ui, Kone anh em ạ. Ơi, những cầu thủ như thế thì chịu thôi anh em ơi. Ok, bây giờ chúng ta xem quay trở lại với cái mốc cái gói khi nãy chúng ta mở. Hai lần đầu là nó cho 1.000 thôi. Còn từ lần 3 mở lên thì anh em sẽ mất 1.500 XP anh em nhé. Mỗi một gói như này mất 1.500 thì thật sự là cũng rất là chát anh em ơi. Ừ, nói thế chứ anh em chát đấy anh em ạ, không đùa đâu. Mở ra hàng xịn thì không nói chứ còn không ngon là cảm thấy rất là bị bịp luôn ấy. Ok, và chúng ta liên tục là hy vọng ra Eden Hazard đi. Eden Hazard mình cũng rất là thích anh em ơi. Rất lâu lắm rồi mình chưa có chơi lại Eden Hazard trong cái phiên bản FC Mobile anh em nhé. Ok, và chúng ta đến với gói đầu tiên này. Không biết là với tầm 1.500 XP thì với cái việc là chúng ta chi tiêu nhiều FC Point hơn thì cái tỷ lệ may mắn nó có cao hơn hay không? Hy vọng là sẽ cao hơn một chút anh em nhé. Đây rồi, cơ của nước nào đây anh em ơi? Cơ của nước nào đây? Ui, lại Tây Ban Nha anh em ơi. Lại RM rồi, Athletic Club à? Ui, lại Athletic Club Bilbao thì chắc chắn là con Razo này rồi anh em ơi. The Zalo, ui, gói đầu tiên đã thấy không may mắn lắm rồi anh em ạ. Trời ơi, phải đến gói thứ hai thôi anh em ơi. Bao nhiêu con hàng ngon như kiểu là Gareth Bale rồi là những cái con hàng khác mà nó không chịu ra anh em ơi. Nó toàn ra những con hàng 95-96 thôi. Rất là bịp, mặc dù mình biết là cái tỷ lệ cũng rất là thấp. Khi mà muốn ra những con đấy thì phải chơi nhiều. Thế nhưng mà EA ơi, không phải ai cũng có dưới có điều kiện để có thể chơi cả chục gói, mở 3-4 gói một lúc đâu. Tôi chỉ có 10.000 FC Point thôi. Bây giờ mà chỉ có thể mở từng gói một như này thôi. Xem mà sẽ ra cầu thủ nào đây. Ui, cờ của nước Ý anh em ơi. Ý này, IST à, một niềm kỳ vọng mới hay không? Ui, câu lạc bộ nào đây? Để Retegui anh em. Retegui thì con hàng này mình cũng có biết, có theo dõi highlight một vài trận đấu nhưng mà cũng không phải là quá ngon. Bây giờ với 10.000 này nhá, ok, có thể là ra những cầu thủ đấy không quá ngon đi. Chỉ cần ra một cầu thủ ổn một chút thôi, để thu về khoảng 200 triệu coin thôi là ok. Ví dụ như kiểu cả Hendrick này, 101 mà cũng 200 mấy triệu coin này. Đấy, rồi chúng ta đến với gói tiếp theo nào. Đấy, hy vọng là mình sẽ để lâu lâu một chút anh em nhé, để xem thử là có ok hơn hay không. Đấy, nói chung là cũng rất là hồi hộp anh em, mở phát nào là đau phát đấy. Mà nó không ra thì thật sự rất là buồn. Đấy rồi, để xem gói này thì chúng ta sẽ ra được cầu thủ nào đây. Ở nhịp sáng tiếp theo thì mình sẽ tiến hành mở anh em nhé. Rồi, mở nào. Đấy rồi, cờ của nước nào anh em ơi? Anh em đoán xem là cờ của nước nào đây. Cờ của ui Cộng hòa Séc à, đúng không nhỉ? Mình không mấy cờ mấy nước này không rõ lắm, mình như Cộng hòa Séc hay gì, nói chung một nước châu Âu. Quedrexi à, over 97 cũng có 16 triệu thôi anh em ơi, vẫn chưa thể lên được cái mốc over 100. Chỉ cần một con hàng over 100 thôi là sẽ ok rồi. Bây giờ chỉ còn 2.300 thì sẽ chỉ còn lại 2 pack thì thôi, mình sẽ chơi một pack 500 ở bên này. Đấy, với cái phần quà 98-103 cũng rất là ngon, hy vọng là ra được Eden Hazard hoặc là Latvia. Rồi sau đấy mình sẽ quay trở lại chơi một gói 1.500 ở bên kia anh em nhé. Nói chung là còn có hai gói thôi, kỳ vọng của hai gói này thì cũng hơi khó anh em ạ. Nhiều anh em cũng bảo mình là sao không mở một phát nhiều pack một lúc tỷ lệ cao hơn, nhưng mà anh em ơi, làm clip mà anh em mở như thế thì không được anh em ạ. Thà là kiểu nhiều FC Point, nhiều mấy chục nghìn ấy, 100.000 FC Point các thứ thì mới mở được như thế, chứ còn điều kiện nó có hạn nên không thể mở được như thế. Ui, Pháp này anh em ơi. Ui, Pháp ST à, Pháp ST của Bayer Leverkusen thì không ok rồi. Đấy, Terrier không ổn lắm anh em ơi. Ây giời ơi, tưởng là ra một con nào xịn xịn của Chelsea nhưng mà vẫn là những cái con hàng rất bịp bợm luôn. Đấy, rồi quay trở lại với phần bên 1.500 nào. Đây sẽ là gói cuối cùng này. Cái niềm hy vọng cuối cùng của mình với cái gói 1.500 này.
hy vọng cuối cùng để có thể gỡ gạc lại tất cả những gì mà ngày hôm nay EA nó bịp mình anh em nhé. Nói chung là cũng rất là chát anh em ơi. Hy vọng là nó ra được con hàng ngon chứ không là lần sau lại phải mở thêm, mở tiếp. Nói chung là mở chưa ngon thì lần sau sẽ mở tiếp anh em ạ. Ok, chúng ta đến với gói cuối cùng rồi. Và gói cuối cùng này thì mình sẽ mở luôn anh em nhé. Để xem là cờ của nước nào đây. Cờ của nước nào đây. Ui, lại Tây Ban Nha rồi anh em ơi. Trời ơi, bịp thật sự luôn. Lại con hàng RM này. Nó thật sự là với mỗi một event sẽ luôn có một con hàng nó ám mình anh em nhé. Có event thì là những con hàng như kiểu Sancho này nọ rồi. Đến bây giờ lại event là con hàng Dralo là mình không chưa bao giờ biết đến con hàng này luôn anh em ơi. Ok, như vậy là còn 300 SC point thôi. Thôi nói chung là buồn anh em ơi, nói chung là hơi buồn. Đấy, không được ngon cho lắm, chắc là mở thêm vài gói ở bên 89 đến 103. Vớt vát xem lỡ đâu nó lại ra cầu thủ ngon, mà chắc là khó anh em ạ. Đấy, chắc là khó. Đấy, nói chung là để xem nào. Ui giời ơi, còn không chạy hầm anh em ơi. Với clip đầu mở pack này thì mình sẽ mở bên phần cửa hàng cho anh em. Còn ở clip sau thì mình sẽ mở bên phần giảm giá chớp nhoáng anh em nhé. Để lấy cái cầu thủ cuối cùng là phần khoảng 102 đến 103. Ok, và nếu anh em mở pack thì không biết là có anh em nào mở pack đã hàng ngon hàng xịn chưa nhỉ? Nếu mà anh em mở pack đã cầu thủ nào ngon xịn rồi thì anh em có thể comment phía bên dưới để cho các anh em khác cùng nhau trầm trồ nhé. Còn clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy clip hay đừng quên ấn like và đăng ký kênh mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Bye bye.